Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 27 tháng 7, bão Dosuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi vào phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét. Trong ngày và đêm 27 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển đông nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo, ngày 28 tháng 7, vùng biển phía đông bắc và khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 5 đến 8 mét. Ngày và đêm 28 tháng 7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Về thời tiết trên đất liền, ngày 27 tháng 7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55%. Ngày 28 tháng 7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng giảm dần, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 55 đến 60%. Từ ngày 29 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần. Những cơn bão hình thành trên Biển Đông có những đặc điểm riêng, đường đi rất phức tạp để gây tác hại cho mọi hoạt động trên Biển Đông và vùng đất liền Việt Nam, do sự xuất hiện ngay tại những khu vực hoạt động của ngư nghiệp, giao thông gần lãnh hải nước ta, hoặc chỉ một thời gian ngắn đã đi vào bờ biển, khó cảnh báo trước được kịp thời. Mùa bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông thường bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10. Những năm xuất hiện sớm thì tháng 2 đã có bão và áp thấp nhiệt đới hình thành. Những năm muộn có thể kéo dài đến tháng 12. Những tháng khác ít thấy bão hình thành. Vào đầu mùa, bão và áp thấp nhiệt đới thường có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc. Khi đổ bộ vào bờ thường ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Giữa mùa, chúng có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, Tây. Cuối mùa, có xu hướng di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam khi đổ bộ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển của Việt Nam. Hiện tượng gió mạnh cùng với mưa lớn trên khắp một vùng rộng trong bão đã khiến cho bão trở thành một thiên tai ghê gớm, hàng năm đe dọa sản xuất và đời sống của nhân dân. Trên biển, bão và áp thấp nhiệt đới gây ra sóng lớn, cao, có thể tới 9-10 mét, có khả năng lật úp tàu thuyền. Bão cũng cuốn theo một khối nước khổng lồ, làm mực nước biển dâng cao ở vùng trung tâm. Khi bão vào đất liền, nước mặn tràn qua hoặc phá vỡ đê biển, làm ngập lụt các vùng ven biển. Mưa trong bão thường gây ra lũ và ngập úng ở nhiều nơi. Tình hình sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu như trong khoảng một tuần hay 10 ngày xuất hiện hai cơn bão kế tiếp nhau, cùng đổ bộ vào một khu vực nào đó. Khi đó đất đai hầu như đã bão hòa nước, mực nước trong sông còn đang ở mức cao, ruộng đồng còn bị ngập úng vì chưa kịp tiêu nước do cơn bão trước. Cơn bão sau đi vào sẽ làm cho mực nước lũ trên các sông dâng cao nhanh chóng, diện ngập úng trở nên ngày càng mở rộng hơn. Để bà con ngư dân, người đi biển liên tục được cập nhật các thông tin về thời tiết biển, tin bão áp thấp, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam phát tin dự báo thời tiết biển, cảnh báo thiên tai hàng ngày trên tần số 7906 kHz. Trong điều kiện thời tiết bình thường, bản tin được phát sóng 15 phút một phiên, sáng từ 5 giờ 20 đến 9 giờ 20, chiều từ 17 giờ 20 đến 21 giờ 20. Trong điều kiện thời tiết có bão gió áp thấp, hệ thống phát bản tin được phát liên tục 15 phút một phiên, 24 trên 24 giờ, đồng thời trên tần số 7906 kHz,
và kênh 16 VHF. Trong trường hợp ngư dân lỡ mất bản tin trước, có thể chờ đến lần phát tiếp theo để nghe lại, nhanh chóng có kế hoạch di chuyển tàu, tránh bão an toàn. Tuy nhiên, thực tế khi bão áp thấp xảy ra, vùng ảnh hưởng của bão nằm trên một diện tích rộng có bán kính từ vài chục đến vài trăm km, tùy theo cường độ cơn bão. Do đó, có nhiều trường hợp, nhiều ngư dân khi trên đường tránh bão, khi đang ở ngoài rìa cơn bão lại vô tình lọt vào tâm bão, dẫn đến tổn thất nhân mạng và tài sản. Theo các chuyên gia, bão biển luôn tạo ra bởi những cơn gió mạnh, theo phương gần như tiếp tuyến với tâm bão theo chiều ngược chiều kim đồng hồ tính từ tâm bão. Do vậy, nếu ngư dân đang ở giữa biển, khi thấy gió mạnh, biết mình đang ở trong vùng ảnh hưởng của bão, thì hãy bình tĩnh phân tích. Nếu vị trí đứng cùng chiều với hướng gió, xoay phía lưng về hướng gió, thì phía tay trái, giang ngang sẽ là vị trí vùng tâm bão đang hoạt động. Vì vậy, tuyệt đối không được cho tàu đi về hướng này vì chắc chắn sẽ đi vào chỗ chết. Khi đã biết được thông tin hướng di chuyển của cơn bão, xác định vị trí tương đối của tàu so với cơn bão, ngư dân hoàn toàn có thể chọn hướng tối ưu nhất để đưa con tàu của mình thoát ra khỏi cơn bão an toàn. Chẳng hạn, nếu nghe đài dự báo bão sẽ đi theo hướng Tây, nhưng sau khi phân tích hướng gió, ngư dân xác định tâm bão đang ở phía đông của con tàu, thì không được chạy tránh bão theo hướng Tây, vì cơn bão sẽ đuổi kịp tàu và thiệt hại nặng nề. Lúc này, nên cho thuyền chạy theo hướng Bắc hoặc hướng Nam mới hy vọng tránh được vùng tâm bão. Trong trường hợp bị lọt vào vùng tâm bão, thuyền trưởng nên thả cho tàu chạy theo hướng gió, nhưng hơi chết về phía tay phải so với hướng gió. Chết khoảng 15 đến 20 độ theo hướng gió là tốt nhất. Từ từ thoát khỏi vùng tâm bão. Tuyệt đối không được cho tàu chết về phía tay trái theo hướng gió, vì đó là hướng của tâm bão. Không nên dùng neo để giữ con tàu chống chọi với sóng to gió lớn, vì tàu sẽ bị đứt neo hoặc vỡ, dẫn đến chìm tàu. Không cho tàu chạy theo phương vuông góc với hướng gió khi gió quá mạnh, vì sóng sẽ đánh vỡ mạn tàu. Thả bớt vật nặng xuống biển để giảm tải trọng của tàu. Còn trên đất liền, người dân nên lưu ý một số nội dung để khi bão vào. Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng bão, áp thấp nhiệt đới. Khi xây dựng công trình mới, cần tính toán đến khả năng chịu lực của công trình trước sự tác động của gió bão, áp thấp nhiệt đới. Có kế hoạch trồng cây xanh hợp lý, vừa đảm bảo tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, vừa đảm bảo chống đỡ được gió bão, áp thấp nhiệt đới. Duy tu sửa chữa đường dây điện, đường dây viễn thông, hệ thống giao thông thủy, bộ. Kiểm tra và sửa chữa các máy bơm, trạm bơm tiêu, nạo vét kênh mương nhằm đảm bảo an toàn khi có bão. Kiểm tra số lượng tàu thuyền, kiểm tra đăng kiểm ngư trường hoạt động của tàu thuyền, không gia hạn hoạt động các tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn. Đối với các tàu thuyền không trang bị đủ các phương tiện an toàn thì buộc chủ tàu phải trang bị đủ mới được gia hạn hoạt động. Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đi biển, đào tạo thuyền trưởng hạng nhỏ cho ngư dân. Bịt kín cửa và các khe cửa, cửa càng kín gió thì chống bão áp thấp nhiệt đới càng tốt. Vì vậy phải đóng kín cửa để tránh gió thổi tốc vào nhà. Không ra ngoài khi có mưa to gió mạnh để tránh bị cây ngã đổ, đè lên người, gió quật ngã hay tôn bay chém vào người. Cần chú ý khi tâm bão áp thấp nhiệt đới đến thì gió và mưa ngừng hẳn, trời quang mây tạnh. Nhưng ngay sau đó gió mưa lại nổi lên với hướng ngược lại. Vì vậy sau vài giờ bão áp thấp nhiệt đới đi qua mới nên rời khỏi nhà. Nên chủ động sơ tán đến các nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn. Tuyệt đối không ở lại trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng hải sản. Nếu có đào hầm trú ẩn thì phải nhanh chóng sơ tán xuống hầm. Khi đang đi trên đường, nhanh chóng chọn một nơi an toàn như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn. Tránh núp dưới bóng cây, nhà tạm bợ, những nơi có nhiều bảng hiệu quảng cáo, dễ gây tai nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!